tại phiên toàn thể thứ nhất về các vấn đề chính trị an ninh chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề vai trò của nghị viện thúc đẩy hòa bình an ninh khu vực Chủ tịch Quốc hội cho biết thời gian qua, tình hình chính trị an ninh toàn cầu và khu vực có nhiều chuyển động mới, phức tạp, cạnh tranh giữa các nước gia tăng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những hệ quả tiêu cực về y tế, kinh tế xã hội trên quy mô toàn cầu, tác động nhiều mặt lên đời sống quốc tế với những hệ lụy sâu rộng lâu dài. Tôi ủng hộ chủ đề chung của hội nghị APPF29 và những nội dung nghị sự của phiên họp về các vấn đề chính trị và an ninh. Các nội dung thảo luận của hội nghị sẽ đóng góp những giải pháp thúc đẩy phục hồi hậu Covid-19 cũng như chuẩn bị ứng phó với các thách thức tương tự trong tương lai, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. Là một thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ nâng tầm và chủ động đóng góp cho hợp tác đa phương hướng tới mục tiêu chung là hòa bình ổn định và phát triển quốc hội việt nam tiếp tục là thành viên tích cực của appf và nhiều diễn đàn nghị viện đa phương khác phối hợp chặt chẽ với quốc hội các nước củng cố hệ thống đa phương thúc đẩy hợp tác hướng tới xây dựng một châu á thái bình dương hòa bình ổn định tự cường và thịnh vượng để nâng cao vai trò của nghị viện thúc đẩy hòa bình, an ninh khu vực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu 6 đề xuất, trong đó Chủ tịch Quốc hội cho rằng các thành viên APPF cần tăng cường hành động nghị viện và giám sát thực thi các chính sách của chính phủ, thành viên APPF trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và trên thế giới, nhằm thực hiện những kế hoạch tầm nhìn, đặc biệt là tầm nhìn về quan hệ đối tác nghị viện đến năm 2030 đã được thông qua năm 2018 ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động hợp tác của APEC trong việc triển khai tầm nhìn APEC đến năm 2040 về một cộng đồng châu Á Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường, hòa bình vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Tăng cường hợp tác đa phương nhằm ngăn ngừa các nguy cơ xung đột, tìm kiếm các giải pháp đối với an ninh, tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, kiềm chế các hành động đơn phương và tuân thủ luật pháp quốc tế kêu gọi các nghị viện thành viên appf hợp tác nhằm bảo đảm hòa bình ổn định thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương trong đó xây dựng biển đông trở thành vùng biển hòa bình hữu nghị hợp tác duy trì an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không từng quốc gia cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm kiềm chế không tiến hành các hoạt động gây phức tạp hoặc gia tăng căng thẳng giải quyết các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng Nghị viện APPF cần tích cực kêu gọi cộng đồng quốc tế, Nghị viện các nước thúc đẩy chính phủ tăng cường hiệu quả hợp tác trong phòng chống đại dịch COVID-19, thu hẹp khoảng cách tiếp cận công bằng nguồn vaccine, ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời tăng cường sự tham gia của Quốc hội, Nghị viện trong hoạch định và giám sát triển khai các chính sách theo cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công bằng, bình đẳng xã hội, xoa đói giảm nghèo và các giải pháp toàn diện về y tế an sinh xã hội dành cho người dân trong phục hồi đại dịch COVID-19, nền tảng quan trọng cho hòa bình, ổn định ở mỗi quốc gia và trong khu vực.